Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em giới thiệu với toàn thể các bác một số mẫu sản phẩm bên em còn rất nhiều. Đó là những sản phẩm, toàn những sản phẩm thương hiệu và sản phẩm hot. Đây là những cặp loa Pro G15 thuộc dòng loa B3, sản phẩm hàng bãi xịn nhất của Đức. Với sản phẩm này nó sở hữu bát 40 và một tép kèn. Và kênh của em thì cũng có làm những video chi tiết nội tạng và test thử chất âm của dòng loa Pro G15, bên em cũng còn số lượng tương đối. Và tiếp theo đây là những cặp loa Martin cánh én. À em nhập, đây là những cặp loa Martin F15. Martin F15 thì nó là sản phẩm loa thương hiệu của Anh nhé các bác nhé, đến từ Anh Quốc. Đây là một chiếc, đây là 3-4 chiếc, bên em còn rất nhiều, còn để lẫn ở trong những kho hàng. Với sản phẩm loa Martin này thì nó sở hữu bát 40 và tép kèn, và bát 40 từ leo bi nhé các bác nhé. Sản phẩm này nó rất hay và đề là made in Anh Nick nhé, dòng sản xuất tại bên theo công nghệ của nước Anh nhé. Sản phẩm này nó cực hay luôn, chất lượng quá tuyệt vời. Và đây là những cặp súp súp bãi nhá các bác nhá, súp kép 50, có mã là DT218B và công suất của nó là cực khủng luôn, với công suất của nó là lên đến 1.800W một chiếc và trở kháng của nó là 4 ôm, bởi vì nó là súp kép thì 238 ôm đấu vào thì nó độ ôm của nó xuống còn 4 ôm. Và ghé qua bên này là vẫn là những cặp loa Martin từ leo bi nhá, rất nhiều hàng vẫn còn nguyên mộc, bên em chưa có thời gian vệ sinh. Và các bác nào có nhu cầu thì cứ hãy alo cho Cao Trung thì Cao Trung sẽ cho anh em thợ vệ sinh và lau chùi sạch sẽ để gửi đến tay cho các bác, chỉ việc dùng trưng bày hoặc làm sự kiện cũng ok hết. Đây là những cặp loa Martin từ leo bi, nói chung là sơ qua hình thức như này nó là quá đẹp rồi. Chỉ cần lưới này bỏ ra đánh rửa xà phòng cái là lại đẹp long lanh luôn ạ. Và những sản phẩm loa Martin này có giá trên 17 triệu như các bác nhé. Và ghé qua những cặp loa Martin, bên em rất nhiều các sản phẩm loa Martin. Đây là những sản phẩm loa Martin bát 25 nhé, và có giá là vào 4.500.000 một cặp tại cửa hàng nhé các bác nhé. Bát 25 là tép quen. Sản phẩm này với củ từ của nó là rất kinh khủng, từ 19 và tép kèn cũng rất chi là gấu nhá. Các bác dùng để hát karaoke là tuyệt đỉnh rồi. Nghe nhạc và hát karaoke những cặp loa này thì rất hay. Và giá đúng là giá trong tầm giá rất êm. Và trong này là những kiện loa X12i hàng Trung Quốc loại 1 xịn nhá. Sau những video sau em sẽ làm những video để giới thiệu cho các bác hàng loại 1 là nó như thế nào. Nó làm nhái y hệt những sản phẩm X12i hàng vải xịn. Và những cái đai góc của nó là đai tròn nhé, không phải là đai vuông nhé. Các bác hãy xem một số nơi bán những cái sản phẩm của hàng địa phương Trung Quốc hoặc là những hàng của Hà Tây đóng, thì là những cái đai của nó làm là nó không chi tiết, không khôn bằng những loa X12i hàng vải xịn. Nhưng bên em nhập những sản phẩm, rất nhiều các bác hỏi những sản phẩm của X12i thì bên em cũng phải nhập về hàng xịn chính hãng của Trung Quốc nhé, loại 1 luôn, thì nhập về để cung cấp cho các bác và các anh em là đại lý để làm những dòng loa trong tầm giá và có giá chỉ có hơn 7 triệu đồng, những sản phẩm hàng loại 1 xịn. Và ghé qua bên này là những sản phẩm của loa JBL 715 và 725, bên em cũng rất nhiều các sản phẩm nhé. Và đây ghé qua bên này là những cặp súp của dòng B3 nhé, B3 hàng mới nhé, B3 2015. Sản phẩm này nó là súp súp điện nhé, súp điện sở hữu bát 40,
hàng của Trung Quốc loại một xịn như các bác nhé. Bên em là những sản phẩm nào bên em phải báo luôn, báo chuẩn luôn để cho các bác mua nó được tiện dụng, các bác thích trong tầm giá mà thích sử dụng những hàng nó khuôn khuôn tiền và hàng nó rất êm ái về giá cả. Các bác hãy alo cho Cao Trung qua số điện thoại 0963 101 388 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao và ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để cập nhật những video sớm nhất khi bên em đưa. Đây là những cặp súp kép nhé, rất nhiều, bên em là hàng nó quá nhiều rồi nên là vẫn phải để nguyên, chưa có cả thời gian vệ sinh. Bác nào hỏi những sản phẩm nào thì bên em sẽ bóc hàng và chuyển cho các bác. Bên trong kia là những sản phẩm của Broger D3, rất nhiều nhé, các sản phẩm hàng vệ sinh nhé. Vâng, em xin phép làm một đoạn clip ngắn. Các bác có nhu cầu cứ hãy alo cho Cao Trung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.